Kính thưa các anh em nghệ nhân và các anh em cổ thủ đam mê tiếng cù gáy. Hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Hôm nay trường 78 cù gáy Phú Yên đang lên cho anh em xem một con thố. Khi nó giống thì thố, thúc thố mà gù đồng nha anh em. Con này mình cũng cảm thấy nó hơi là lạ, và đặc biệt là nó có cả 5 4 5 tiếng nha nè. Nói chung là được, nói chung là hơi nào căng thì cũng được 6 7 tiếng. Nói chung là chim bây giờ cũng rất dạng dĩ rồi. Mùa đây thì chắc em đều biết rồi, mùa lông các con thì rất lông dặm, các con thì rất lông. Con này thì nó là bổi nha nè, con này bổi, bắt này được 2 tháng. Mình nói sơ qua về cái vóc dáng của con chim này, và hình con chim này là một con chim to con nha, có mình bắp có thân hình bắp chuối nha, ngực nô bự con, chân đóng chân xương. À, hình như con này cũng có chéo cánh hay sao, hai cánh nó chéo quéo lên, chéo lên, chéo cánh, cườm đóng cườm cao, cườm lả, mỏ rồi là chỉ dàm, nói chung là nhỏ mà nhưng mà đóng sâu trong mí mắt nha, mặt rất dữ. Anh em xem mặt ở đây, mình rõ là hơi bị mờ ha. Lông thì lông gói thì đóng phụ gói nha. Con chim này nói chung cũng rất dạng dĩ. Con này là một hậu nha anh em. Tiếng nói chung là rất tốt, một hậu. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em. Anh em về nuôi lên mai mốt làm thành mồi, và có những con mồi mình chơi cho nó hứng ý. Em xem ngọc buồn ngọc năng to, ngọc ngọc nô mà thầm, ngọc thầm à, còn ẩu à, to lắm. Cường mà em xem bộ lông di con này nó đóng cũng rất dày, nhưng mà mình bắt nó thì bây giờ là từ ở ngoài rừng về rồi đến nơi thế này thì nó cũng dễ dụa và cũng lâu cũng rớt rồi, rớt cũng hơi nhiều cho nên nhìn thấy cũng hơi không mấy. Cái con này có bộ lông gì gì đó, bao mình kín nha, bao mình kín do nó chéo cánh ở trên, anh em thấy vậy chứ còn khi nó thả cái ấy xuống mình thấy nó bao mình là kín đó. Chúng mình chim đẹp nhưng là hai chân đóng đều nha. Nước chơi con này thì mình bắt bằng lập đất, chứ không phải bắt cò bắt lá, bắt lập đất. Trên cây thì nói chung là giống đổ liên tục, nói chung là cũng nghe phê lắm. Từ âm giọng của nó cũng có giọng nhưng mà không giọng dày, không giọng dày bằng những con chim nước mình nghe nó phê, cũng có giọng, nói chung cũng có giọng. Khi rớt xuống là anh gu trên cây là mình nghe là gù có cả 5 mấy tiếng, mình nghe mình cũng khoái rồi, mà rớt xuống đất là thả xuống đất, rớt xuống là coi như là gù có cả 5, cũng hăng lắm. Đá giờ đá lập bầm ầm ầm rồi nha. Con này nói chung mà mình thấy độ gù nó cũng rất là khá, rất cao, tại vì nhìn bộ cườm nó mình cũng được đoán là nói chung là con chim có tố chất. Con chim có tố chất, lông mặt rất khấu. Chim nói chung là chim này thì anh em về đào tạo lên thì khỏi phải bàn rồi, khỏi phải bàn, vừa âm giọng cũng như là tố chất của con chim. Có giọng, có lèo. Con này rước, có rước,
mình thả xuống đất thì ảnh nghe con chim mình anh cũng rước, nghe rước. Chúng mà chim khá đẹp, cườm đắm cườm cao cườm lá, ngọc bự ngọc no, anh em xem được không, nó to lắm. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em, anh em nào xem cảm thấy hợp về âm dặm cũng như là tố chất của con chim cũng như là thích cà lăm thì anh em cứ đưa về đội liên hệ với mình để đưa về đội. Thì liên hệ với số của mình là số 0935 4648 34 hoặc là cái số Zalo là 0762 712 236. Anh em liên hệ với mình đưa nó về đội để đào tạo lên thành một con mồi mai mốt mình có chơi. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em cổ thủ và các anh em nghệ nhân đã ủng hộ và xem kênh của mình, đăng ký kênh cho mình trong suốt thời gian qua, cũng như là ông nhiều anh em cổ thủ khác ở mọi miền tổ quốc ủng hộ mua chim của mình trong suốt thời gian qua. Mình cũng xin chân thành cảm ơn và chúc toàn thể tất cả các anh em nghệ nhân cũng như là các anh em cổ thủ lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình. Và mình cũng xin kết thúc cái video ở đây, anh em xem hợp thì cứ điện thoại cho mình xin cảm ơn.